người đứng đầu ủy ban hiến pháp của hội đồng liên bang nga andrei klysas tuyên bố lệnh này không có cơ sở pháp lý còn phó chủ tịch thứ nhất ủy ban quốc tế của hội đồng liên bang nga vladimir dezhbarov cho rằng icc đã kích động tình hình trên thế giới bằng những hành động khiêu khích phi pháp của mình chủ tịch duma quốc gia nga vyacheslav volodin tuyên bố moscow coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tổng thống nga là hành vi xâm lược nước này Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia tuyên bố, quyết định của ICC bắt giữ tổng thống Nga Vladimir Putin và thanh tra trẻ em Maria Lvova-Belova là thái quá và bất hợp pháp. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev bình luận rằng, tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin, không cần phải giải thích nơi để sử dụng giấy này. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận tuyên bố của tòa hình sự quốc tế, coi đó là vô nghĩa. Họ cũng khẳng định rằng Nga không phải là một bên trong quy chế Rome của ICC và tòa này không có thẩm quyền ở Nga. Trong phản ứng liên quan, phát ngôn viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Palina Kubiak cho biết, Chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Chaba Korosi, đại diện cho tất cả các nước thành viên trong Đại hội đồng, sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông ấy muốn. Nga là thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, điều này không thay đổi và sẽ không thay đổi, trừ khi Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng có hình thức khác. ICC không phải là cơ quan của Liên Hợp Quốc, tài liệu thành lập của nó là quy chế Rome năm 1998, Nga đã ký văn bản vào năm 2000, đạo luật có hiệu lực từ năm 2003. Tuy nhiên, vào năm 2016, Moscow đã từ chối trở thành một bên của thỏa thuận. Ukraine cũng đã ký quy chế Rome nhưng chưa phê chuẩn. Khoảng 45 quốc gia không công nhận thẩm quyền của Tòa hình sự quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.